vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6 và đây sẽ là vòng 3 của chương trình được mang tên Trực giác. Ở vòng này, đương nhiên rồi, người chơi sẽ một lần nữa lựa chọn những công việc phù hợp với những khách mời của chúng tôi. Chúng ta chỉ còn lại 4 khách mời và còn lại 4 công việc. Hãy cùng xem người chơi sẽ lựa chọn công việc nào. Xin mời. Cho em chọn quân nhân luôn đi anh. Em chọn quân nhân luôn. Dạ. Quân nhân, đó là nghề mà Jin Tuấn Kiệt sẽ lựa chọn tiếp theo. Và gói tiền thưởng tiếp theo chắc chắn là số 3 rồi đúng dạ, không? Số 3. Xin mời, số 3. Nó sẽ là 5 triệu, 10 triệu hoặc 15 triệu. Nhưng ở vòng này thì bạn được quyền sử dụng hai quyền trợ giúp còn lại. Đó là loại đi những khách mời không đúng với nghề nghiệp này. Và được hỏi nhanh, đáp nhanh trong vòng 1 phút với người mà bạn cảm thấy là cần phải có thêm thông tin. Dạ. Bây giờ bạn có muốn dùng quyền trợ giúp nào không? Nãy giờ em suy nghĩ thì em đang phân vân giữa bạn số 1 và là chị số 4. Thì em nghĩ là một trong hai người này sẽ là quân nhân. Bạn số 1 em nhìn rất là quen. Thì em nhớ là những em có xem chương trình gì đó về quân đội rồi. Có thấy bạn này xuất hiện nhìn đấy. Nhớ mang máng là như vậy thôi. Nhưng mà chắc là em sử dụng cái quyền loại trừ đi. Và bây giờ chúng tôi xin được mời chương trình loại trừ đi hai khách mời không phải là người làm quân nhân. Xin mời. Như vậy là hai người không phải quân nhân, đó là số 2 và số 5. Sẽ còn lại số 1 và số 4. Bây giờ em có muốn dùng nốt trợ giúp là hỏi nhanh đáp nhanh trong vòng 1 phút không? Chắc dùng luôn nha rồi. Và em sẽ dùng để hỏi khách mời số mấy? Giờ chắc hỏi chị số 4 đi. Số 4. Các bạn sẽ có 1 phút để hỏi nhanh đáp nhanh. Nhưng bạn không được hỏi những câu hỏi trực tiếp theo kiểu chị có phải là quân nhân không. Và người được hỏi có quyền từ chối trả lời những câu hỏi từ phía người hỏi. Và 1 phút dành cho người chơi bắt đầu. Chị đang công tác ở đơn vị nào chị? Hỏi chị tên gì? Khát nước không? Gì vậy? Hỏi chị ăn gì chưa? Chưa. Chị nhà chị ở đâu chị? Mình ở Hà Nội. Đó, vậy là em biết rồi. Em nghĩ là có mỗi Hà Nội có quân nhân, ở đâu chẳng có quân nhân. Nhưng mà cái giống như là em có cái giác quan thứ 6 riêng của em. Mình á. Có một quân, mình có một quân. Dạ quên. Gia đình chị có ai trong quân đội không chị? Có. Hết 1 phút được 2 câu, khéo ghê. Vậy là có 2 số liệu mà người chơi đã hỏi được khách mời. Em nghĩ là chắc chị đó là... Chắc chắn là số 4 rồi. Dạ. Nhưng... chương trình nó có đơn giản vậy đúng không chị Buka? Đúng vậy em. Tuy chị số 4 nhìn rất là có cái dáng dấp của một người làm trong các đơn vị, nhưng mà không có nghĩa là chị số 1 không có dáng dấp đó. Theo như quan sát thì Jin thấy là chị số 1 là giống ca sĩ hơn. Tuấn Kiệt. Dạ. Nếu em chốt rồi em có thể nói và em bấm chuông. Dạ em chốt đáp án là chị số 4 là quân nhân. Chúc mừng bạn lại vượt qua thử thách của chúng tôi. Tôi cũng sống ở Hà Nội, gia đình tôi cũng có người làm trong quân đội, nhưng tôi không phải là quân nhân. Thế nên là những thông tin đó nó rất là mơ hồ. Thực ra đơn giản nó chỉ là củng cố cho một cái niềm tin, cho một sự lựa chọn đã có sẵn của mình mà thôi. Dạ. Đúng vậy. Hãy cùng xem kết quả. Và lần này thì bạn đã không thành công bởi vì cảm xúc quá nhiều. Xin được mời bạn số 1 sẽ bước lên phía trước. Trước khi mà chúng ta giao lưu nói chuyện với cả bạn số 1 thì chúng ta sẽ cùng xem là gói tiền thưởng số 3 là bao nhiêu tiền nhé. Xin mời. Thời 5 triệu. Hơn. Như vậy là bạn vẫn còn những cơ hội lớn ở phía sau. Còn bây giờ thì tôi sẽ đến với vị khách mời số 1. Trước hết thì cho anh biết em tên là gì lại một lần nữa. Dạ em tên là Nguyễn Thị Thu Hiền ạ. Em vào trong này lâu chưa? Em vào đây khoảng 2 năm rồi ạ. Vậy thì anh nghĩ rằng là vẫn còn hơi bỡ ngỡ đấy, đúng không? Dạ vâng ạ. Và thế thì hãy để cho cái người chơi sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh làm cho em bớt bỡ ngỡ bằng những câu hỏi. Anh tin là sẽ hỏi là em làm gì trong quân đội, đúng không? Dạ không, cái này em hỏi đó. Hiện cái lúc mà Jin nói là Jin thấy Hiền trên truyền hình, trên TV là rất để tóc dài đúng không? Dạ đúng ạ. Trong một chương trình hẹn hò đúng không?
Đúng ạ. Chính xác là chương trình đó. Chứng tỏ là có để ý. Anh hỏi em luôn, hiện nay em đã có người yêu chưa? Dạ hiện tại thì em đang độc thân ạ. Trời ơi, tại sao một cô gái đáng yêu như thế này lại còn độc thân? Hèn gì anh ta để ý cô gái ấy. Em không biết cái này phải khả năng của em không, mà nghĩa là em nhìn ai rồi là em sau này gặp lại em vẫn biết là em đã từng gặp người đó rồi. Đấy, chỉ có điều là em đoán sai nghề người ta thôi. Và hiện em hãy nói cho Tuấn Kiệt biết là em đang làm gì trong quân đội. Dạ hiện tại thì em đang làm quân y trong quân đội ạ. Đó. Tôi nghĩ là các quý vị khán giả cùng với Tuấn Kiệt, nhưng mà chị Sơn quá, cùng với Quang Trung, cùng với Puka chắc chắn là rất muốn được nhìn thấy bạn Hiền trong bộ quân phục của mình. Ai đồng ý vỗ tay ạ? Và chúng ta hãy cùng chào đón quân nhân Thu Hiền. Dễ thương quá. Xinh xắn vẫn nụ cười ấy. Và tôi cứ nghĩ là bệnh nhân nào có bệnh mà đến gặp bác sĩ này, một là khỏi bệnh, hai là khỏi bệnh rồi nhưng vẫn cứ tới. Đúng không? Tuấn Kiệt em thấy sao? Dạ. Nhìn muốn bệnh tình không? Quá. Xinh quá đúng không? Nhìn muốn bệnh không? Nhìn muốn bệnh không? Dạ. Chắc em muốn bệnh. Muốn bệnh à? Dạ. Rồi xin mời Tuấn Kiệt đứng cạnh nghe xem là có bệnh được không? Ngại quá anh ơi. Đứng cạnh đi cho thỏa mãn được một lần ngắm nhìn nụ cười ấy một cách gần gũi nhất theo định dạng HD. Thấy trên TV chưa bao giờ gặp. Gần vào tí nữa đi. Đi thẹo nó đi. Vỗ tay. Quá là dễ thương, đáng yêu. Hôm nay đến với chương trình thì em cũng muốn để mọi người hiểu được rằng cái cuộc sống của quân nhân như nào ạ. Thứ nhất là về cái thời gian và cái chế độ của bọn em thì rất là nghiêm khắc, đặc biệt là kỷ luật nghiêm. Cái thời gian mà bọn em dành cho gia đình có lẽ là rất là ít, vì cái thời gian mà trong công việc rất là nhiều. Và bọn em lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu. Ví dụ như bây giờ các chiến đấu viên mà phải lên đường đi ra trận thì bọn em cũng vẫn phải sẵn sàng theo các chiến đấu viên đi ra trận. Em thấy đó cũng là niềm tự hào của mỗi người quân nhân chúng em ạ. Tuyệt vời. Xin được cảm ơn em. Chúc em sẽ hoàn thành tốt công việc của mình. Dạ em cảm ơn ạ. Quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6. Và đây là vòng thi thứ 4 được mang tên Lập luận. Bây giờ sẽ là những nghề còn lại: ca sĩ, giảng viên làm móng và biên đạo múa. Bạn sẽ lựa chọn công việc nào? Em nghĩ chắc là biên đạo múa. Biên đạo múa. Dạ. Xin mời gói số 2. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại với 3 vị khách mời đang còn ở chương trình. Xin mời. Chắc chẳng cần phải nói, bạn cũng sẽ loại trừ khách mời số 5 cho công việc này đúng không? Không anh, Xuyên Tuấn Kiệt. Cũng có thể là anh số 5 là biên đạo múa luôn. Cũng có thể mình không có biết chắc được. Sau một cú vấp thì bắt đầu anh thấy em cẩn thận hơn rồi đấy. Dạ. Anh số 5 mình nhìn nhìn có vẻ ca sĩ hơn á. Nhưng mà tôi nhìn lên thì theo như sự quan sát của tôi thì tôi thấy được là anh số 5 rất có thể là biên đạo múa. Vì đúng sao? Rồi. Sao? Vì anh mặc áo có những sợi dây như múa lụa. Và chị số 4 có thể là ca sĩ và chị còn lại là giảng viên làm móng. Wow. Chị nghĩ biên đạo múa là ai? Thì chắc là cái anh Turo đó đó. Anh Turo chắc là ca sĩ rồi. Không đâu, có thể là biên đạo múa đó. Tại sao? Nhìn cái dáng ảnh. Cái dáng chị số 2 cũng đẹp vậy. Chị số 4 thì cũng chắc giống biên đạo múa nha. Theo anh ý, với những gì đã trải qua và em đã vấp váp một lần rồi, em hãy để trực giác của mình lên tiếng. Đừng để người khác làm ảnh hưởng tới mình. Và quyết định của em sẽ là? Vẫn giữ cái lập trường của em, đó là anh số 5 sẽ là biên đạo múa. Và em hãy chốt. Chúng ta có Puka, Tuấn Kiệt chọn số 5, có Quang Trung chọn số 2. Còn anh? Nếu anh chọn, anh sẽ lựa chọn số 4. Bởi vì anh thấy có những cái nét, lát nữa anh sẽ giải thích. Còn bây giờ sẽ là kết quả. Và như vậy là không chính xác. Em thấy không? Nếu như một mình em lựa chọn thì không sao, nhưng tự nhiên có một người khác lựa chọn theo, cùng theo ý à? Thì có vấn đề ngay. Liệu Quang Trung có đúng hay không với vị trí số 2 hay tôi mới là người đúng? Xin mời. Chị
Số 4. Chính xác, đó là số 4. Trực giác của tôi có vẻ như là đúng nhất. Em biết vì sao không? Tại sao vậy? Bởi vì thứ nhất ý, các bạn diễn viên múa thì cái nụ cười rất là khác biệt. Cái nụ cười luôn luôn rất là tươi. Bởi vì khi múa, cái gương mặt cùng với ngôn ngữ hình thể sẽ mang lại cái thiện cảm cho khán giả. Và khi nhìn thấy cách bạn ấy cười, tôi đã biết bạn ấy là một biên đạo múa rồi. Và chúng tôi xin được mời khách mời số 4 tiến lên phía trên. Ban bình luận một lần nữa đã giúp Tuấn Kiệt chia tay với số tiền là bao nhiêu. Xin mời số 2. Rồi bây giờ thì anh sẽ hỏi em một chút. Thực ra là múa nó là một trong những môn nghệ thuật mà phải học từ rất là sớm. Thế thì em đã học bao nhiêu năm trước khi ra trường để trở thành một biên đạo? Em theo nghệ thuật là cũng không được sự đồng ý của gia đình. Bởi vì theo số đông phụ huynh thường nghĩ rằng là làm nghệ thuật thì khá là bấp bênh. Năm lớp 12 khi mà quyết định là mình sẽ đăng ký vào cái trường nào thì lúc đấy mình lại chưa đủ trưởng thành và chưa đủ quyết liệt để đưa ra quyết định. Và em vẫn đăng ký theo cái nguyện vọng của gia đình, đó là đăng ký vào học chuyên ngành quản trị kinh doanh. Sau khi mà vào đại học năm nhất xong thì em cũng có nhận được những cái lời mời cộng tác từ các đoàn nghệ thuật. Thế và gia đình cũng không đồng ý. Và bố mẹ đưa ra một cái điều kiện, đó là nếu như muốn theo nghệ thuật phải tự lo được, tức là vừa học và vừa làm. Và cái khoảng thời gian đấy thì mình làm gì có tiền, làm gì có cái chi phí như vậy đâu anh. Thế nhưng mà cũng liều, cũng đồng ý như vậy. Sau khi mà đã đi cộng tác ở các đoàn rồi ý, thì mình cũng muốn là mình nâng cao cái trình độ nghiệp vụ của mình lên. Tức là cũng có đăng ký đi học. Thì một cái khóa học biên đạo lúc đấy là 5 triệu. Thì cũng không có tiền để đi học, phải đi vay. Lúc đấy thì em cũng có làm thêm công việc, đó là làm phục vụ ở một cái quán ăn trong rạp phim. Lương tháng đầu tiên em nhớ là được đâu có hơn 500 ngàn. Hơn 500 ngàn. Vâng. Con đường nghệ thuật của em khá là chông gai và em có một niềm tin là mình có khả năng. Nhưng thứ mà anh chắc chắn ở em ấy, đó chính là sự mạnh dạn, sự liều lĩnh, sự dám làm những thứ mà mình nghĩ. Và anh nghĩ rằng không có những điều đấy, em đã không đứng đây với tư cách là một biên đạo múa. Trong bất cứ công việc gì, không có sự dấn thân đó, không bao giờ có thành công. Và chúc em sẽ thành công. Cảm ơn em rất là nhiều.